Các bạn, bữa nay mình đi vô cái nhà hai người khi các cổ chết hai mẹ con nha các bạn, người mẹ và đứa con. Đây là cái nhà các bạn, nhà rất là nghèo khổ ha. Chị là gì ha? Thấy bữa đó một câu mà thấy đau lòng, thấy tội nghiệp quá trời. Hẳn này thấy hẳn đau lòng đó, tới giờ 23 mấy năm nay mới thấy lần đầu mà. Thì em cũng thấy lần đầu tiên đó. Em nói vợ chồng có ấu đã, có ma chảy máu rồi, chứ không phải không có, mà như chảy máu ít đỉnh qua lại thôi. Xài sở với nhau thôi, chứ đâu đến đổi gì. Hồi bữa vô nó gặp vợ cái mặt ra thấy sao? Rồi em thấy nghe, cái này là em sự thật là có sao em nói vậy nha. Mà ở trong cái lúc trước thì em không biết thì sao, mà cái lúc mà cảnh sát qua rồi gọi đồng cho người nhà vô là em mới vô, là em nó nằm chợt ở dưới gạch luôn gì nè, nằm trong phòng mà ở ngoài, nằm ở ngoài như ngay ở trong phòng, như nó ngủ thì ngủ trong phòng mà người ta đem nó ra nhà trước, như công an nó đem ra nhà trước cận coi mấy vết thương của nó đó. Là em thấy nó nằm chệt ở dưới gì nè, ở dưới đó mấy cửa sổ ở trên thì miếng chiếu nhỏ gì đó mà linh láng nước đó nghe, chứ không phải là máu gì, kiểu người ta đem ngoài tay xấu rửa đang thấy vết thương á, mà cũng có máu với nước nó rã với nhau nữa. Mà anh thấy rồi đấy nghe, em đây nè, rồi đây em cởi đồ nó thay là cái, nói từ phần này nè, nói chung là từ phần này lên đây nè là nó bấy em, nó bấy dữ trời bấy luôn, là tay bên đây là không có, mình không dám dịnh đó, nói chung là nó đứt ra rồi đầu kiểu công an ta mai cho nó dính lợ đó. Rồi em về thay đồ cho nó là không dám dịnh, dịnh sợ còn chút da này là nó xuất cái cầm tay này ra luôn đó. Nó cứ kéo với anh buông ra cái nó khung, buông cái nó khung như nè. Rồi từ đây là qua tép tới bên đây nè, rồi ở đây dính xuống đây nè, chỉ mai dính vô đây nè. Mà sụp cái xương hàm này nè, răng rồi gãy còn có cây răng cửa nữa thôi. Nó chém mà nó lấy cái lời bề sống nó đập luôn á. Chắc không phải là nó chém bề sống đâu, nó chém bề lử luôn, thành ra mới đứt cái thịt. Nó đứt cái thịt lìa ra luôn, rồi đầu cái nó đứt rồi nó lóc kiểu sao mình không biết. Mà như là trong lúc em thấy á, thì nó mai kiểu dính lại gì thôi, chứ nó mai cho díu thịt lại đừng cho tới nào mình đem ra lên về nhà đừng cho mình thấy nóng ruột nó thở thấy xương trọng vậy đó. Nó mai dính nè, nó mai nói chung là dính từ đây nè lên đây nè, trơn luôn vậy, mà không biết nó lóc nó chặt nó thẹo kiểu nào thì mình em muốn biết. Nó như trong lúc trước thì em biết, mà tới công an ta cho người nhà vô thăm nó là thấy vậy luôn đó. Rồi đứa em bé, đứa em bé nó nào ngay lên đó thì em không thấy nó, cái kiểu như là nó bên cô nó đó là còn nóng ruột rồi, tại nó còn cướp đó, rồi cô nó chở đi bệnh viện em không thấy, rồi tới chở về đây thì cũng có một cái thẹo mà nó lành lặn đỡ hơn mẹ nó nha, nó không có mắc cái phần mặt, không mắc gì hết, mà chỉ chia đứt đây xuống đây nè, rồi dưới ở đây nè, rồi như dưới nó trong mình đó, nó cũng còn vết thương nhỏ nữa chứ không phải không còn. Dưới nó đứt ngang cái bụng gì của nó, cắt bụng đứt bụng luôn, dạ cắt đứt cái bụng nó thấy xương nó bị chỏng. Mẹ cũng đâu có dám dở ra coi gì mấy tay cháu mình, nó quá nhỏ mà nó gì nữa, rồi mình đau lòng quá rồi không nỡ coi xuống tới dưới. Chỉ em coi có phần từ miếng này xuống đây dưới miếng cổ này, nó chặt đứt gãy cổ nhỏ đó mới chết, chứ người ta nói cũng không có cái nào mà để chí mạng mà chết như gãy cổ đứt xương cổ mới chết. Chặt chẳng mấy chúng mấy mạch máu không, dạ mấy phần máu, mấy phần chết nghề không. Thì tại mình nóng ruột cháu quá thì mẹ không dở coi được con bé đó nữa. Còn mẹ nó thì em thấy phần trên là anh không có tưởng tượng nào mà y gan như là, em không biết cái tưởng tượng là thành cái con gì luôn đó, nó đại vậy đi, là hết trơn phần cái là mẹ nó. Em dở ra coi lại một nửa mà về tới đây mẹ em cho nó thay đồ đồ này kia cho nó là không thay nổi, không dưới lau máu đồ đó còn lại đấy. Nhưng mà công an ta lau mà kiểu nó chưa có sạch, còn máu cục còn đóng còn khối lại mấy cái chỗ lần mai đó, là lau chùi ra là thay đồ cho nó. Dưới tay này nè, anh đâu dám dịnh đâu, dịnh là sợ nó xước cái tay hai tay luôn, hai tay hết trơn hay luôn, vô đường xương nãy trơn nè. Anh dịnh anh cút cái tay này lên là sợ nó xước cái phần trong đây, mà bên đây cũng gãy con khúc xương à, bên đây gãy con khúc này mà còn trong đây nè. Anh không dám gị lên vậy này, gị lại sẵn sức trong đây rồi. Dưới đây nè, nó chặt là nói chung là nó chặt cái đường xương này nè. Quá trẻ này, em cũng biết nói người gì mà cũng biết con gì thật thà. Thấy các bạn, người hồi đó giờ vợ chồng có gây cắn rồi này kia chứ em chưa có thấy tình hình mà em nói chung là cháu em nó hiền dữ lắm luôn. Nó con nhỏ này là em nói hiền là em là không tả nổi, nó hiền mà nói chuyện là ngoan nữa.
bạn chụp hình hai ba cái, bắt cái máy quạt chút cái con hơn. Nó ngoan, anh thấy là nó ngoan dữ trời. Út thấy chân chụp hình đâu hai ba cái vậy? Nói chuyện là dạ thưa đồ này kia là không biết hỗn ẩu hà tiếng lớn tiếng nhỏ với ai lời nào. Chị em anh em có nói là chưa cũng chưa có từng mà nó ừ la em mà nạt nộ hay là không phải như ừ chị với đồ này kia trong nhà nạt nộ em Út rồi, nó là hiền thương em Út ba lần đó. Nãy giờ nó mà nghe lời từ bà cô của nạn nhân chết hả bà? Ba bốn ngày nay hả các bạn, ba ngày nay chỉ uống nước thôi không ăn.